we sail a little bit high. Ba quan tìm dìa thân đau đớn có mấy ai như bà cải quốc tâm mà tiếng hét đau thương đau đau tôi phải nói mà không phải đời hết ra tâm gian tiêu điều người như bà ta đang chê chỗ nào còn 16 còn 16 còn 16 còn 16 còn 16 số gì dài đến mình là mình đây cô xa đam điều nghe ngột ngang chẳng điều mà lòng mẹ em chẳng yêu thương cha em bắt em lấy chồng cái mà thằng chồng nó bê bê còn hơn em nên em phải cam chua chùa em cam chua chùa gửi tấm tâm mà thuyền buồn con 14 con 14 con 14 con 14 mấy gì ra mấy gì ra số gì hey hồi dài thì mấy ghê tôi em làm thần thánh tư tiên tới khi em đòi tiền thì mấy ghê coi em như quỷ ma con 13 con 13 con 13 con 13 vô con 13 con 13 con số gì đây con số gì đây con số gì đây số gì đây ai mua sầu xin có ai mua sầu xin xin nhận tiền theo quán em đó em đi bán cái sầu riêng nhưng em không bán được gì dù cho má thắm môi hồng sầu duyên giang chưa trong lòng tất cả thật sự chơi giỡn nhiều đêm còn gì mà cái tay cắn giá luôn vậy bà nội ủa bị điên 40 nguyên con 40 nguyên con 40 nguyên còn 40 con 40 số gì đây mấy gì đây mấy gì đây số gì đây mấy gì đây thì em mình cùng thương mến nhau cha mẹ mất đi đơn cái mà chỉ nhau thương em từ nhỏ to mấy câu chỉ dù xót xa nhân dân nhớ thương em thì mà thương em càng thương chị lệ thì bị bao nhiêu ôm một tâm tình vui sao để vừa tôi mình thì câu đồng nghiệp để cười chi ưng đôi người cô điều xa gần tâm tình để sĩ qua từng lời ca 43 43 số gì đã mấy gì đã số gì đã mấy gì đã số gì đã mấy gì đã qua mi qua mi hót trong vườn khuya qua mi tổng đâu là em đó qua mi hót trên bầu trời xanh qua mi mong manh những tiếng cười con số mười 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 đi con số mười con số mười số gì đây mấy gì đây ba nha thôi trước là bà vô thứ gì tình nghĩa có gì hay thôi thì mà đã ta không còn ai cũng thức lòng hát như cùng nào ba nha thôi là ô cây nào nhé thấy con 37 ba mươi bảy con 37 ba mươi bảy con 37 con hay gì đây con hay gì đây con hay gì đây con hay gì đây hay gì đây à tám mươi tám là ba cây bài nhiều chuyện ơi an ơi vô duyên ơi bị vô duyên con vừa có sừng cắn cuốc mà chỗ con mèo cái chuột bay chuyện không mà nói khó mấy đứa vui buồn nhanh chắc mà thi phi nhiều chuyện gặp chi chẳng hay ho gì đừng để bà con cô bác về tuổi thì còn 20 còn 20 thì còn 20 con 20 con 20 con số gì đây con 20 gì đây ra tấm vé tờ hơn xin lỗi xin đừng dừng con mà con số 20 và có một em gái mình độc giả của chú anh chị lên trên này luôn vậy bỏ nó vé nha quý vị mình nha và tránh đi tình trạng dò số lượng chúng ta có thể dò số lại và dò số em ơi cô chị gái bên kia kìa
Thank you. Dạ còn ai may mắn trúng thưởng quý vị, dòng lời này trang lên sân khấu nhận thưởng cho em quý vị nha. Hồi nãy thiếu nợ vé ở bên này chút xíu nên em xuống bán trường cho quý vị nha. Dạ 20 chị kia qua. Dạ có 1. 14. 14 có 2. 37. 37 có 3. 43. 43 có 2019 dòng lời hợp lại không BD ơi? Ôi BD môi, thí liệu. Ok 2019, chúc mừng chị qua toàn gấu đi em đó. Rồi chúc mừng anh ba nha, vẫn là 14, 20, 37 và 43, 2020 hợp lệ dạ. Nhận con gấu nhỏ giùm em ạ. Dạ nhận một con gấu nhỏ giùm em. Trời ơi đồ nó bảo hiểm là ngồi ở ngoài luôn đúng không? Rồi, hồi nãy kinh hàng mấy? Chết cha cái này kinh hàng dọc vào nào ơi. Số mấy? Số mấy? 20 á. 20 vừa kêu qua. Có 1. 40. 40 có 2. Có không? 40 có 2. 55. 55 hả? 55 chứa kêu. Chứa kêu chị ơi, chết cha cái này kinh hàng dọc rồi ông nội ơi. Cái này mình 4 con trên một hàng ngang may mắn trúng thưởng. Đó, còn 4 con mà một hàng dọc là trúng gió. Đó. Không có trúng. Cái này phải dò chừng vài trăm vé nữa mới rồi, có kinh nghiệm. Xuống dưới chút xíu nữa xuống bán vé tiếp nha. À, em kêu. Tặng cho chị 5 vé cho chị biết chơi coi. Rồi, ngay bây giờ xin mời anh chị tiến tới cái làm cầu và làm kia. Và người đẹp Châu Hoa sẽ bắt đầu quay lòng cầu cho chị ha. Rồi, ai bắt được số lớn hơn nhận gấu lớn giùm em quý vị nha. Rồi, bỏ banh vô, quay đều, quay đều, quay đều. Đó, lấy giùm em đi anh, đã hơn tôi mê rủi nha. Rồi, cái này là rất là chung thật quý vị. Rồi, xong chưa ạ? Rồi, tiếp theo chị ba mình. Rồi, quý vị chút xíu nữa còn có phần tặng phẩm đặc biệt đó là một cái mà TV 32 inch. Đưa con cờ đây. Số 34. Trời ơi, cái gì vậy chú? Chú em, bên kia mấy gì chú em? 34 rồi cất đi 55. Rồi, mời em lại lấy gấu bự nha. Rồi, cảm ơn anh. Và chia buồn cùng anh nhận gấu nhỏ giùm em nhanh nha. Trời ơi, sao? À, có một anh tên là Long á. Anh yêu cầu chị hát cái bài Phải Lầm Cô Gái Bến Tre. Dạ. Yeah. Trời, rất là thử thách đó. Chó cắn mày hả? Có yêu nghiệt. Đó cái thứ gì giống như em nói đó, dạ bữa sau chất lượng thành tốt hơn và dạ, quốc tế sáng đủ cái gì và dạ, cái này mình nghe không có rõ như lại dạ, dù là lùi đàn ông hết trơn cho nên là bữa nay chơi phim cũng được cái gì nha em hứa và dạ, Tết và dạ, về tràn để phục vụ bà con cô bác mình Noel và dạ, có khi có xuất hiện em nữa xong vé yeah, bên đây này Trung ơi đó giày cao gót chạy hơi chậm thông cảm đi cưng dạ, anh Trung anh mang giày cao gót nha độn con tắc cử à đó mua giày là mua giày ống cao vậy đó đụng cho tiền hết vé luôn rồi rồi bà con cô bác ơi dòng này hết vé dòng sau ủng hộ tiếp nha và dòng sau là dòng lợi đặc biệt với tặng phẩm là của TV 32 inch cho nên ngay bây giờ ai có bé trên tay cho nhanh cho lẹ cho đến dòng sau quý chị nha và ai có bé trên tay xin hướng mắt về sáng mới bắt đầu vô sáu đi phòng mấy gì là số gì đây mấy gì đa bốn gì đây bốn gì đây cá không ăn muối cá ương con cải cha mẹ đường con hư 44 gạch gạch cho bà con ơi 44 hết vé rồi hẹn dòng sau mấy gì đây có mấy gì đây có mấy gì đây con ba gì đây có ba gì đây ba gì đây đi biên qua và đầu em thư xì tên quần ha ra áo lúa sư em sẽ bỏ vô thùng đừng mang lại sang cô em cũng chưa kêu ô tô đi chăn bò mà cặp cây đôi tiền to bò không đi em như bọn con bò bò chạy vô bây giờ mới chiều đâu tô cái ba một vô 31 của 31 con 31 của 31 số gì đây mấy gì đây mấy gì đây quê em bánh đất phủ gì năm lớn tăng tuổi già gì cái bên đường nhà nghèo khó không tiền mà nộp thuế mẹ đẹp em gắn thuế cho nhà giàu chứ sớm chiều cắt cỏ mà chăn trâu ngày qua tháng là dài cầu mà nắng mưa rồi một sóng nghe tiếng trời sẽ tan cha hy sinh gần thành cái bình tay mẹ thì bị bắt lưu thài đại sa cô đang hát bài mà bị tâm cái đến 55 55 sơ gì đà mây gì đà sơ gì đà mây gì đà sơ gì đà hai con gà đa sao còn cây mau còn một con cho nồi cao bốn mùi sao mấy gì đây số gì đây mấy gì đây đi anh đừng ngủ mà dậy chưa đây đã coi dần như ngã qua mà ơi đánh thắng cho bầu thắng cơm buồn dù ta đi về những nơi xa tìm từ ai anh
cũng sao qua, cứ sao anh còn nhớ thứ hai, con số hai, con số hai, con số hai. Con số hai, con số hai, con số gì đây, con số gì đây, số gì đây, con ba gì đây, ba gì đây, ba. Trời vô đông lạnh giá, cõi lòng chân nhân tình thương, tình đầu đã nhạt phai, người ơi thấu chấm cho lòng. Tình đầu đã nhạt phai, người ơi thấu chấm chấm lòng lòng sầu. Nếu anh muốn ra đi để làm một cánh chim phiêu du như bến trời xa lạ, thì em ở lại đây như một pho tượng với nơi hoàng cung trong trong lạnh nu. Sao ba mươi sao, 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 cái ba mươi sao hai gì là hai gì đây, hai gì là biết nhau. Sao nơi đang tâm chuyện xưa ban đầu em đã trao, đâu ai biết đây nào ngọc quý còn tương nó sao biết nhau. Nói nói dầu ơi sao nơi đang tâm chuyện xưa ban đầu em đã trao, đâu ai biết đây nào ngọc quý không thương nữa sao, ai nỡ đặt gieo khổ đau. 26, 26, cậu ơi cháu 26, 26 còn 26 số số. Gì đi con năm gì đi, năm gì đi, năm gì đi, buông đồ chùa xa chiều tan cùng chê đi cùng lạc lạc bước ra. Cuối nghèo đường đi, đôi đôi ngồi đi lạc khóc đời người đi. Lần tôi gặp nhau làng khe nọ, có đẹp không chứ không mà nghiêm cho anh mãi phù. Nếu như không thành điểm ơi làm đất tóc tôi thời nguyện hôn. Năm mươi bốn, năm mươi tư, năm mươi bốn, năm mươi tư, năm mươi bốn, năm mươi bốn, năm mươi bốn, năm mươi bốn. Chị Thanh, chị chạy, chị nhảy gớt cái trái gì nè. Cái trái gì mà đó lộn đâu rồi. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Chị Thanh ơi, của chị bự chứ chị Thanh. Mà đỏ nữa nghe. Chị Lộ lên đó nè chị Lộ. Lên đó cái trái gì tròn tròn chị Thanh nè, bự ghê luôn á. Lên đây, lên đây. Lên đây coi chị, cởi em coi, coi bự không. Cởi cái đầu tóc giả coi cái đầu của bự bằng cái này không á. Thôi hát tiếp đi em. Lên nhạc anh ơi. Số gì đây, số gì đây, cái năm ấy gì đây, số gì đây. Ôi hôm nay vui quá, uống cho say đi, say đến tại người ta sẽ hết tài. Mấy chị muốn gì, từng tháng này chị lộn lên nữa. Mỗi người hai chị tôi chịu không? Rồi, đêm cứ đôi dưới trời, cứ đang đậu đã rồi. Chưa sang đời, tới đêm đông thôi, mắt mối chị không vui. Làm gì, ta chẳng có gì phải buồn. Thằng nào một, hai, ba, bước vô sống rồi mình lạc. Hẹn thứ ba, 43, 43, 43, con sầu gì đây, con người gì đây, mười gì đây, mười gì đây, con người gì đây, mười gì đây. Đi tàu nam theo bay con tàu quay qua đèo này vẫn hay thấy tình người nhớ khi xưa qua đèo này qua suối mà tàu em mơ. Đi đâu vậy trời? Trời ơi trời, chỉ mưa. Trời ơi mơ vượt qua núi cao, còn mười sao, 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 còn mười sao. Kính thưa quý vị, con số may mắn của vòng loại vừa rồi 10. Trời ơi 16, chắc tôi về Bình Dương tôi làm luôn quá. Trời ơi, đó 16 chưa kia qua. Dạ có 1. 36, 36, có 46, 2, có 3, số 2, yeah. 1777 đúng không? Rồi chúc mừng anh ba mình, trời đẹp trai nước nở luôn nội ơi. 16, 36, 46, số 2, 1776 hợp lệ, chúc mừng bánh bèo nha. Rồi, ủa tin thằng nào? 16, 26, 44, 54, có đủ. Rồi hay quá, chúc mừng chị ba.
Rồi 16, 26, 44, 54. Yes. Rồi chúc mừng anh hai. Rồi bây giờ bốn chị lại gấu, lựa gấu giùm em nha. Hả? Cái đối với vị bạn nghe bây giờ là dòng lợi đặc biệt với tác phẩm là một chiếc tivi 32 inch, nhưng vòng loại này mua 1 tặng 1 và mỗi lá vé chúng tôi xin phép là 20.000 đồng quý vị, là một vé lớn. Em tặng quý vị một vé nhỏ nữa là vé tặng có cái chữ tặng ở trên góc đó quý vị. Quý vị phải để cuối chương trình, bởi vì vé tặng thì quý vị sẽ nhận được tới 2 con gấu bự lần quý vị nha, chứ không phải là một con giống dòng loại bình thường đâu. Có nghĩa là mua một vé đặc biệt 20.000 đồng để sổ cái TV 32 inch thì quý vị sẽ được tặng một vé tặng nữa ở cuối chương trình. Và ai chưa có tivi hoặc là bây giờ đầu tư tivi để ăn Tết, đứng, đây là cơ hội hiếm có gì nha. Đứng xếp hàng giùm em ạ. Rồi, xếp giùm em một hàng đó. Rồi, rồi. Hàng. Số mấy đọc đi. Số mấy đi chị ba mình đi ạ? 36. Rồi, số mấy đi chị? Đi gì à? Trời ơi, 30 gì à? 48, 36 gì à? Đó. Rồi, đẹp trai quá. Tội nghiệp quá hả? Anh thắng rồi đó. Dạ. Rồi, anh lấy quà đi anh. 48 đi nè. Đó. Rồi, anh nhiêu vậy? 46 về luôn.